quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu, chủ trì hội nghị sáp nhập, tổ chức lại Cục Hậu cần và Cục Kỹ thuật thành Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu. Quân khu đoạt giải cao tại Hội thao Thể thao Quốc phòng Toàn quân. Tại Đà Nẵng, Quân khu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ sáp nhập và tổ chức lại Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật thành Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu. Ngày 23 tháng 9 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có quyết định số 4354 về việc sáp nhập tổ chức lại Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật thành Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu. Đây là một chủ trương lớn, là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của ngành hậu cần kỹ thuật toàn quân nói chung và quân khu nói riêng. Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, ý nghĩa của việc sáp nhập, tổ chức lại Cục Hậu cần Kỹ thuật, quán triệt, định hướng tư tưởng cho mọi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên nắm được chủ trương xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, nhận thức sâu sắc về chức năng, yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, xác định rõ quyết tâm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu ngay từ ngày đầu sáp nhập. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Hậu cần Kỹ thuật khẩn trương rà soát, thống nhất, phân công, phân nhiệm trong lãnh đạo chỉ huy, chỉ đạo xây dựng, ban hành các quy chế, quy định trên từng mặt công tác, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, triển khai bảo đảm công tác hậu cần kỹ thuật cho lực lượng vũ trang quân khu. Tại Quảng Ngãi, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị cụm thi đua 4 sư đoàn và trường quốc sự. Năm qua, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều chủ trương, biện pháp sáng tạo, sát thực tiễn nhiệm vụ của từng đơn vị, phát động phong trào thi đua quyết thắng 5, thi đua trong huấn luyện, diễn tập và các đợt thi đua đột kích, cao điểm, làm tốt công tác giáo dục truyền thống, tăng cường định hướng tư tưởng, bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ. Đặc biệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương giảm hộ nghèo bền vững, tổ chức các đợt hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận, giúp các địa phương phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tại Quảng Nam, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị 4 tỉnh, thành phố phía Bắc Quân khu. Năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn. Nổi bật là tham mưu ban hành chỉ thị, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng năm 2024 đạt chất lượng, chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024, thực hiện tốt công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định, xây dựng và luyện tập các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Cũng trong thời gian này, tại Đà Nẵng, Quân khu tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đoàn vận động viên tham gia Hội thao Thể thao Quốc phòng Toàn quân năm 2024. Hội thao Thể thao Quốc phòng Toàn quân năm 2024 diễn ra từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 11 tháng 10. Lực lượng bộ đội thường trực có 43 cơ quan, đơn vị, lực lượng dân quân tự vệ có 8 đơn vị trực thuộc bộ tham gia. Đoàn vận động viên quân khu tham gia đầy đủ các nội dung theo điều lệ của ban tổ chức. Kết quả, lực lượng bộ đội thường trực của quân khu tham gia Hội thao Thể thao Quốc phòng Toàn quân đạt giải 3 toàn đoàn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên đã mang thành tích cho toàn đoàn.
đồng thời đề nghị cơ quan chức năng tổng hợp các kiến nghị, đề xuất, kịp thời báo cáo với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, nắm, chỉ đạo, ưu tiên tuyển dụng các đồng chí có thành tích tốt, đủ phẩm chất, năng lực để phục vụ lâu dài trong quân đội, làm nòng cốt phát triển các bộ môn thể thao trong thời gian đến. Kính thưa quý vị, bên cạnh tôi là chiếc xe tăng T-34 đã tham gia và lập chiến công xuất sắc trong chiến dịch Đường Chiến Nam Lào năm 1971, nay đang được trưng bày tại Bảo tàng Khu 5. Và không chỉ chiếc xe tăng này, tại bảo tàng còn lưu giữ rất nhiều hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử quý giá của quân đội ta nói chung và của lực lượng vũ trang quân khu 5 nói riêng. Tại đây, một phần chặng đường 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang quân khu 5 đã được ghi lại đầy chân thực và tự hào. Nằm tại số 3 Duy Tân, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Bảo tàng Khu 5 hiện nay còn lưu giữ và trưng bày rất nhiều hiện vật, tư liệu lịch sử, thể hiện quá trình chiến đấu đầy cam go, gian khổ, nhưng cũng rất đỗi hào hùng của lực lượng vũ trang quân khu 5 từ những ngày đầu thành lập. Điểm đặc sắc nhất thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Bảo tàng Khu 5 chính là không gian trưng bày hiện vật ngoài trời, bao gồm các vũ khí và phương tiện thể khối lớn. Ngoài ra, bên trong công trình Bảo tàng Khu 5 còn trưng bày rất nhiều hình ảnh, tư liệu và hiện vật quý hiếm nói về quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang quân khu 5. Không chỉ mang những giá trị văn hóa, lịch sử, Bảo tàng Khu 5 còn chứa đựng những giá trị tinh thần to lớn. Ngoài chức năng bảo tồn, lưu giữ những hiện vật, tư liệu lịch sử quý giá, Bảo tàng Khu 5 còn là một địa chỉ đỏ tại thành phố Đà Nẵng. Những hiện vật, tư liệu lịch sử tại bảo tàng là hiện thân của một chặng đường cách mạng gian khổ, ác liệt, nhưng rất vinh quang của lực lượng vũ trang quân khu 5. Nơi đây cung cấp kiến thức, bồi đắp thêm lòng biết ơn, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường của quân và dân khu 5. Khi được tham quan Bảo tàng Khu 5, mình cảm thấy vô cùng tự hào về lịch sử của dân tộc ta nói chung, của dân và quân khu 5 nói riêng. Bản thân được hiểu thêm về những kiến thức lịch sử, những câu chuyện lịch sử, hun đúc thêm lòng biết ơn, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Kính thưa quý vị và các bạn, tại Bảo tàng Khu 5 có một khu dành riêng để trưng bày những hiện vật, tư liệu lịch sử của đội du kích Ba Tơ. Đây là hai lưỡi kiếm cũ được đặt cẩn thận trong tủ kính, là vũ khí được đội viên đội du kích Ba Tơ dùng để tham gia giành chính quyền ở Quảng Ngãi năm 1945. Ra đời vào ngày 11 tháng 3 năm 1945, đội du kích Ba Tơ là một trong những lực lượng vũ trang đầu tiên của Liên Khu 5. Dù vũ khí thô sơ chỉ là dao, búa, gậy gộc, thế nhưng đội quân ban đầu ấy đã góp phần làm nên cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945. Đến Bảo tàng Khu 5, khách tham quan như được theo suốt chiều dài những trận đánh của quân và dân Khu 5 trong cả hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Bảo tàng Khu 5 đã và đang góp phần gìn giữ những tư liệu lịch sử, hiện vật quý giá, lưu lại những ký ức đầy gian khổ ác liệt, nhưng rất đỗi hào hùng của quân đội ta nói chung và của lực lượng vũ trang quân khu 5 nói riêng. Sứ mệnh gìn giữ và bảo tồn ấy sẽ mãi được tiếp nối để hào khí anh hùng còn mãi với thời gian. Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm liên minh chiến đấu, biết bao chuyên gia, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hiến chọn tuổi thanh xuân của mình vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Nhiều liệt sĩ đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Hàng vạn đồng chí sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về còn mang trên mình thương tích, bệnh tật. Lịch sử theo góc nhìn này thật ra là với trùng điệp các biến cố gắn với từng số phận con người. Sự mất đi của từng người lính không đơn giản nằm trong một từ mà chúng ta vẫn hay dùng để nói về họ, hy sinh. Câu chuyện này xin được bắt đầu bằng cuộc đời Đại tá Trương Hồng Anh, người đã vĩnh viễn chia tay chúng ta dưới chân núi Đăng Rách xa xăm trên đất bạn Campuchia. Những di vật còn lại của Đại tá Trương Hồng Anh vẫn tiếp tục sống trong lòng người ở lại. Nhiều lần, khi đối diện với các thứ ấy, bà Khánh Hà, người vợ hết mực thủy chung của ông, tự hỏi những người lính đã trải qua những gì trong những năm tháng ấy ở chiến trường. Có một lá thư rất ngắn ông đã gửi cho bà từ chiến trường Đông Bắc. Một cái Tết không thể về thăm nhà. Em và con thương nhớ. Cơn gió rét sẽ trôi qua, tia nắng ấm và làn gió lành sẽ đến. Mẹ con em hãy vui lên,
để mùa xuân yên lành. Những lá thư gửi từ chiến trường ấy, bà Khánh Hà đã giữ gìn cẩn thận cho đến ngày hôm nay. Hồng Anh thân yêu, lâu rồi không nhận được tin anh, em thấy sốt ruột quá. Thư này vào đến nơi chắc anh không có nhà, nhưng em vẫn cứ viết để khi anh về được hay tin của hai mẹ con, mà thấy ớt mệt nhọc sợ những ngày các đây. Tháng 3 năm 1984, Đại tá Trương Hồng Anh chỉ huy sư đoàn 2 trong trận đánh tàn quân Khmer Đỏ ở cao điểm 579 trên dãy núi Dang Rek giữa biên giới Campuchia-Thái Lan. Đây là một trong những cứ điểm ác liệt nhất. Sau 4 trận đánh tranh chấp, các sư đoàn của quân khu 5 mở đợt tấn công thứ 5 và chiếm được cao điểm, giành thắng lợi ở trận đánh cuối cùng. Ông đã hy sinh khi quay lại thị sát chiến trường sau trận đánh. Bốn mươi năm đã trôi qua. Ngoài Đại tá Trương Hồng Anh, còn có bao người lính Việt Nam đã hy sinh cho đất nước láng giềng này. Căn phòng này ở trung tâm tỉnh Pattambang. Hơn 2.000 chiếc bình đựng tro cốt của quân tình nguyện Việt Nam và Campuchia đã được lưu giữ tại đây. Nó gợi nhắc chúng ta về sự hy sinh lớn lao trong cuộc chiến chống lại cái ác để bảo vệ nhân loại. Mấy mươi năm sau ngày mất của Đại tá Trương Hồng Anh, vợ và con gái của ông quyết định quay lại nơi này. Nơi ngày xưa là mặt trận 579 ác liệt nhất của chiến trường Đông Bắc Campuchia. Nhà báo Đặng Xuân Thu là phóng viên chiến trường ở mặt trận 579 và năm 1984, cũng là người đã chứng kiến lúc Đại tá Trương Hồng Anh bị thương. Em bây giờ thật sự là xúc động. Thì từ trên đỉnh núi Freyvier nó đi xuống cái chân núi, chạy ra cỡ khoảng độ hơn 1,5 cây số. Thì dưới này xe của bạn đi lên. Thì hai trên kia thì đường vẫn còn tránh được, có nghĩa là hai xe vẫn chạy được. Chứ mà xuống dưới này ấy, ra đây là không cho chạy hai đường nữa. Chỉ chạy trên cái lốp xe cũ. Chỉ trong, chạy trong cái vạch mà đã ra mìn xong rồi ấy, thì mới được chạy. Khi mà gặp cái xe thứ hai của bạn đưa lính lên trên cái điểm chốt nó, thì hai cái xe gặp nhau ở cái điểm này thì lái xe không chịu đi. Nhưng mà anh ảnh nó là thôi nhường cho bạn lên. Anh văng ra đây này, xong rồi với khiêng lại phía bên kia này, chích lên một tí nữa để cho anh em sơ cứu. Thì đó là cái giây phút mà tôi nhìn thấy anh Trương Hồng Anh lần cuối. Trước khi mà nổ thì ông dẫn tôi vào cái nhà chỉ huy của thành quân. Trên bàn của thằng chỉ huy đó có cái bút, có một cái quả địa cầu. Thì anh có nói với tôi là cái quả địa cầu này con gái của anh chắc thích lắm. Lần đầu tiên đứa con gái yêu quý của Đại tá Trương Hồng Anh nghe nói về quả địa cầu bé nhỏ và ước mơ vĩnh viễn chưa thành của cha mình. Ai trong chúng ta có thể biết được vô vàn những câu chuyện như thế đằng sau những cái chết của người lính Việt Nam trên chiến trường khốc liệt và cao cả này. Mãi sau nhiều năm, đất nước Campuchia hồi sinh, cô gái trẻ có tên Khánh Hồng này mới mang được những nắm đất nơi cha mình, Đại tá Trương Hồng Anh, người đã mất trên nước bạn, về giải trên nấm mộ này. Có ai biết, bao nhiêu mất mát, cả xương máu, cả ước mơ, hy vọng, sự bình yên và thanh thản trong tâm hồn của bao nhiêu thế hệ gia đình người lính Việt Nam đằng sau hai chữ giản đơn mà chúng ta vẫn hay nhắc hàng ngày khi nghĩ về họ. Hy sinh.
Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.